điều tra đối tượng có hành vi dùng xăng đốt vợ đang mang thai ở Đắk Lắk. Chuyên mục Nóng Trên Mặt Báo với góc nhìn về câu chuyện giá vé máy bay nội địa đắt đỏ vì phải gánh hơn 20 loại phí. Ngư dân choáng váng khi câu được một con cá khủng long sống khổng lồ dài 3 mét. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, không thể kích cầu du lịch khi giá vé máy bay gánh hơn 20 loại phí đắt đỏ đến mức vô lý. Câu chuyện đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng với những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật, chọn lọc, chuyển đến quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 24 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa tiếp nhận điều tra làm rõ vụ án hình sự giết người xảy ra tại huyện Krông Năng. Theo điều tra, Trần Nam Thanh sinh năm 2001 và chị Đặng Thị Phương Oanh sinh năm 2002 là vợ chồng. Tại thời điểm tháng 11 năm 2023, chị Oanh đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 8. Quá trình chung sống giữa bị can Thanh và chị Oanh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, chị Oanh đi đến nói chuyện với Thanh, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Do bực tức nên Thanh hất xăng lên người chị Oanh, rồi bật quẹt ga để đốt. Lúc này lửa bắt đầu cháy từ người chị Oanh. Thấy vậy, Thanh xả nước ở vòi ra để dập lửa cho chị Oanh. Sau đó chị Oanh được đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Chị Oanh bị bỏng nặng ở các vị trí chân, cổ, mặt, tai, chiếm diện tích 23%, với tỷ lệ thương tích là 27%. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Minh Phủ, sinh năm 1985, Châu Văn An, sinh năm 1991 và Phạm Văn Phước, sinh năm 1997 về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với nhóm của anh NTT trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Minh Phủ rủ Châu Văn An và Nguyễn Văn Phước về nhà mình lấy hung khí để đi trả thù nhóm anh T. Ngày 27 tháng 2 năm 2023, tại khu vực trước khách sạn Hương Giang và cửa hàng địa bấy Chợ Lớn, thành phố Huế, nhóm của Phủ đã dùng hung khí chém nhóm của anh T. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tổn cơ thể của T là 21%. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục và răn đe. Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Minh Phủ 6 năm tù giam, các bị cáo Chu Văn An và Phạm Văn Phước mỗi người 5 năm tù giam cùng về tội giết người. Ngày 24 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An cho biết đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về vụ sập cầu treo Kẻ Nín. Trước đó, trưa ngày 6 tháng 3, cầu treo Kẻ Nín bắc qua sông Hiếu, nối hai bản Kẻ Nín và Đình Tiến, xã Châu Hạnh bất ngờ bị sập. Rất may thời điểm sập cầu treo không có người và xe máy đi qua cầu. Vụ sập cầu treo làm một con trâu của người dân địa phương đang gặm cỏ dưới bãi bồi bên bờ sông chết tại chỗ. Tháng 10 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã kiểm tra tình trạng hư hỏng cầu treo Kẻ Nín và kiến nghị đóng hai đầu không cho người và phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo Kẻ Nín và đang trong thời gian chờ được cấp nguồn kinh phí thì xảy ra sự cố sập cầu. Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải Nghệ An chủ trì phối hợp các bên liên quan để hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu thực hiện đúng các quy trình thủ tục hiện hành trước khi thực hiện thu dọn hiện trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Việt Tính, bảo vệ tại trường trung học cơ sở Vân Đồn ở quận 4, đã tự nguyện giao một con chim diều đầu nâu cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đưa về cứu hộ theo quy định. Anh Tính cho biết, ngày 20 tháng 4, một con chim lớn không rõ từ đâu xuất hiện trên cục nóng máy lạnh tại lầu 2. Sau khi phát hiện con chim trên, học sinh đã báo cho nhà trường. Nhận được thông tin từ nhà trường, anh Tính tiếp cận lại gần thì con chim trên xà xuống đất và không bay đi được. Anh Tính đã bắt con chim trên lại, sau đó giao cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tính chia sẻ, anh mong muốn con chim trên sẽ được sống tốt hơn. Đến tiếp nhận chim để đưa về chăm sóc cứu hộ, bước đầu kiểm lâm viên thuộc chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là diều đầu nâu nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Kiểm lâm viên ghi nhận diều đầu nâu trên có thể trạng yếu, không bay được. Chuyên mục Đóng Trên Mặt Báo ngày hôm nay xin chia sẻ góc nhìn đáng chú ý của tác giả Hoàng Văn Minh về giá vé máy bay nội địa. Thưa quý vị, giá vé máy bay trong nước đắt đỏ đến mức vô lý đã và đang ảnh hưởng đến mục tiêu kích cầu du lịch của các địa phương.
trước mắt là trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sắp tới. Giá vé máy bay nội địa cao vọt là chuyện đã nghe nói đã bàn rất nhiều từ lâu nay. Tuy nhiên, khi áp vào so sánh với những con số cụ thể mới giật mình thấy sự vô lý và hệ lụy của nó. Theo khảo sát mới nhất của phóng viên báo chí, một cặp vé máy bay khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi Đà Nẵng đắt gần bằng một tour du lịch nước ngoài. Theo đó, nhiều hãng lữ hành đang chào giá từ 7 đến 10 triệu đồng một tour du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi Thái Lan 4 ngày 3 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm với nhiều địa điểm khác nhau. Chuyến đi bao gồm vé máy bay, vé ăn tối và hàng 5 sao, xe biểu diễn, đi tham quan các chùa, đi thuyền trên dòng Chao Phraya và di chuyển đến hai địa điểm là Bangkok và Pattaya. Cũng lịch trình tương tự, nhưng nếu điểm đến là Trung Quốc, Singapore, Indonesia thì giá chỉ nhỉnh hơn một chút, từ 10 đến 14 triệu đồng một người. Trong khi đó, giá một cặp vé khứ hồi chặng bay thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đến Đà Nẵng thời điểm này đang dao động ở các mức 4,5 triệu đến 4,6 triệu và 5 triệu đồng tùy theo hãng bay. Đáng nói là không chỉ đắt đỏ đến mức vô lý mà giá vé máy bay nội địa thời điểm này còn khan hiếm, không phải có tiền là mua được vé. Với giá vé đắt đỏ cộng với khan hiếm đến vô lý như vậy, hệ lụy tất yếu là nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải than rằng các tour nội địa trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây không thu hút được khách như kỳ vọng, đặc biệt là khách di chuyển hàng không, dù kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Đây cũng là lý do nhiều người dân đã lựa chọn tour du lịch nước ngoài trong dịp này thay vì trong nước, vì vừa có trải nghiệm mới, vừa rẻ hơn đi trong nước. Đó còn chưa nói các tour trong nước dịp này nếu không giá cao thì dịch vụ cũng sẽ ảnh hưởng do giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn tới giá thành tour. Vé máy bay vừa đắt đỏ và khan hiếm, ngoài nguyên nhân khách quan là do hơn 40 máy bay phải sửa chữa, bảo dưỡng động cơ, hãng hàng không ngừng hoạt động, hãng thu hẹp kinh doanh, thì nguyên nhân chủ quan còn đến từ việc phải gánh hơn 20 loại phí trực tiếp và gián tiếp. Khách quan như sửa chữa máy bay thì không còn cách nào khác là phải chờ, nhưng chủ quan đến từ 20 loại phí thì đã được nêu, được bàn, được đề xuất giải pháp rất nhiều, nhưng đến nay vẫn chưa thấy lóe lên được tia hy vọng nào cả. Thưa quý vị, một trong những lý do để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất và Thủ tướng Chính phủ đồng ý hoán đổi để kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay được kéo dài liên tục 5 ngày là nhằm tạo cơ hội để các địa phương kích cầu du lịch nội địa. Việc này không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trước mắt mà còn nhắm đến mục tiêu phục vụ 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 850.000 tỷ đồng mà ngành du lịch đã đặt ra cho năm 2024. Tuy nhiên, xem ra những mục tiêu này khó mà đạt được, ít nhất là trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, vì giá vé máy bay nội địa đắt đỏ và khan hiếm không có dấu hiệu hạ nhiệt như thế này. Thưa quý vị, mặc dù đã rửa mặn, gieo cấy lại đến lần thứ 3, nhưng khoảng 20 hectare diện tích đất sản xuất lúa của người dân ở các thôn Vị Khê, thôn Hàng, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vẫn không thể nảy mầm sinh trưởng. Khoảng 70 hộ dân có diện tích lúa bị chết do nhiễm mặn đang lo lắng cho kế sinh nhai bởi nguồn thu chính của họ đến từ cây lúa. Cộng tác viên của chương trình đã có mặt tại địa phương để ghi nhận tình trạng này. Cánh đồng vắng bóng màu xanh của lúa chỉ còn lại những diện tích khô cằn. Người dân thì lo lắng bởi kế sinh nhai của họ đang trở thành cánh đồng hoang. Cánh đồng cây đào mang lại nguồn thu nhập chính cho khoảng 70 hộ dân thì nay chỉ còn lại những gốc mạ chết, những thửa đất đang dần nứt nẻ vì bỏ hoang. Nguyên nhân khiến hàng loạt diện tích trồng lúa vụ xuân gieo 3 thậm chí 4 lần vẫn chết là do hút cát từ xà lan vào. Trong quá trình hút có bước chưa đảm bảo nên để xâm nhập mặn vào kênh tưới tiêu của người dân. Tôi làm một mẫu 3, mẫu 2, nhưng mà vụ nào cũng được gần 3 tấn. Thế bây giờ rồi cứ đùng đột xuất phát như cái vụ này năng suất lắm đây. Không ngờ đâu này gặp nước mặn ở công ty này, xả ra đây chúng tôi vô tình tát lên là chết hết. Đối với bên dự án mà hợp tác xã là bảo là gieo cũng không có được thì thôi là cứ làm sao đền bù cho bà con là cái vụ này để cho lấy coi là tiền đông thóc đông gạo ăn. Trước thực trạng diện tích lúa gieo xạ của người dân ở hai thôn thuộc xã Liên Vị bị chết, Sở Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng Yên đã có các đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát, đánh giá thiệt hại. Theo đó, đoàn kiểm tra kết luận quá trình san lấp mặt bằng dự án thuộc khu công nghiệp Bắc Tiền Phong có sử dụng nước mặn ra khu vực đất trũng giáp dự án.
Nước nhiễm mặn từ mương thoát nước của dự án có nguy cơ thẩm thấu theo 3 mương nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước của kênh tưới tiêu. Toàn bộ cái diện tích đấy đã ảnh hưởng được đấy, nó đang nằm trong cái khu mà giải phóng mặt bằng của dự án khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Cho nên là đang hoàn thành những thủ tục để thông báo của thu hồi đất, để tránh cái trường hợp mà nếu cái này tiếp tục thì không nhiều thì ít, kể cả thực hiện DT em tốt đến mấy thì không nhiều thì ít vẫn ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Đến thời điểm hiện tại, các hộ dân mới chỉ được nhận hỗ trợ 2,1 kg giống cho một sào ruộng. Còn tương lai thế nào, có được bồi thường khắc phục gì từ phía khu công nghiệp hay không thì vẫn chưa có câu trả lời. Chính quyền địa phương đang yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm và có biện pháp hỗ trợ cho bà con. Thưa quý vị, tại tỉnh Bến Tre, xâm nhập mặn đang tác động xấu đến quá trình sinh trưởng của các loại cây ăn trái, rau màu, cây nông nghiệp lâu năm, gây thiệt hại cho người nông dân. Trong đó, cây dừa bị ảnh hưởng nặng, khiến cho năng suất dừa giảm, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân ở đây. Không chỉ vậy, tình hình đất nhiễm mặn còn tác động xấu đến cây dừa vào các vụ mùa sau. Năng suất thấp trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng vào mùa nắng nóng đã đẩy người nông dân trồng dừa vào cảnh được giá nhưng lại mất mùa. Theo bà Phạm Thị Linh, một nông dân trồng dừa tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, xâm nhập mặn thường sẽ gây khô trái, teo trái, trái đậu không nhiều, làm giảm năng suất thu hoạch, tác động xấu đến quá trình sinh trưởng của cây dừa, khiến tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con gặp nhiều khó khăn. Năng suất thu hoạch giảm khiến lợi nhuận giảm theo, ảnh hưởng đến đời sống của nông dân ở đây. Nếu như trước đây, mỗi tháng, bà kiếm được từ 5 triệu đến 8 triệu đồng trên một hecta dừa, thì giờ đây mỗi hộ chỉ thu được từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, ở những khu vực bị nhiễm mặn nặng, cây dừa còn thậm chí bị chết gốc do hạn hán và độ mặn của đất quá cao. Theo những người nông dân tại huyện Mỏ Cày Bắc, nếu hạn mặn làm giảm năng suất mùa vụ năm nay khoảng 20%, thì sẽ ảnh hưởng thất mùa cho năm sau đến 60%. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 79.000 hecta diện tích đất canh tác dừa, chiếm khoảng 40% diện tích dừa của cả nước. Trong đó, một số vùng huyện cặp sông Hàm Luông ở phía bắc của Mỏ Cày, Thành Phú, Dòng Trơm, Châu Thành bị ảnh hưởng rất lớn do xâm nhập mặn. Đồng thời, nếu không khắc phục được hạn mặn năm nay thì sẽ ảnh hưởng đến vụ dừa tiếp theo. Dự báo trước tình hình trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo bà con ở đây chủ động trong việc dự trữ nước ngọt, đắp đê, đào mương và sử dụng tiết kiệm nước trong trường hợp hạn mặn kéo dài. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày này, hoa điệp vàng nở rực rỡ khắp các con đường của thành phố Huế đã tạo ra điểm nhấn cảnh quan ấn tượng với người dân và du khách. Không những thế, hoa điệp vàng cánh mỏng manh tung bay trong những cơn gió đầu hạ cũng trở thành những chất liệu sáng tác của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến Huế để chiêm ngưỡng sắc hoa điệp vàng đầu mùa hạ quý vị nhé. Là một người đam mê nhiếp ảnh lâu năm, mùa hoa điệp vàng năm nay đã để lại rất nhiều ấn tượng cho anh Huỳnh Kim. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ hoa điệp vàng được anh đăng tải lên các mạng xã hội, cũng đem lại lượng tương tác cao, giúp quảng bá cho du khách từ khắp mọi miền biết đến Huế. Cứ mỗi độ tháng tư về, Huế trở nên dịu dàng thơ mộng hơn khi cả thành phố lại chuyển mình với sắc hoa điệp vàng nở rộ rực rỡ khắp các con đường. Người dân và du khách đến Huế dịp này như được đắm chìm trong những khung cảnh nên thơ và những cánh điệp vàng rơi nhẹ nhàng, làm dịu đi những cơn gió mùa hè. Cánh hoa điệp vàng mỏng manh, dễ thả mình theo gió. Chỉ cần một làn gió nhẹ là điệp vàng đã có thể tung bay khắp phố. Hoa điệp vàng được trồng nhiều ở những cung đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Ngô Quyền, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, đặc biệt ở sân trường Quốc học Huế cũng là điểm ngắm hoa điệp vàng đẹp nhất. Mùa này đến Huế, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp những tán cây điệp vàng khoe sắc, từng cánh hoa điệp mỏng manh được vài làn gió thổi bay rồi nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn làm nao lòng biết bao du khách không nỡ rời đi. Hoa điệp vàng gắn liền với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân xứ Huế, là kỷ niệm, hồi ức khó quên của tuổi học trò. Hoa điệp vàng nở từ đầu tháng 4 cho đến hết tháng 6. Cánh hoa hòa quyện cùng với màu nắng vàng ươm và sắc xanh của tảng lá đang thực sự tô vẽ nên một bức tranh đầu hạ tuyệt đẹp cho xứ Huế. Tiếp theo cũng là một không gian ngập tràn sắc hoa. Thưa quý vị, đến bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào những ngày này, du khách có thể bắt gặp những cây hoa thàng mát đang khoe sắc tím rực rỡ, những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió cùng với sắc tím đẹp mắt,
Vẻ đẹp của loài hoa này khiến cho người dân và du khách cùng với các nhiếp ảnh gia mê mẩn. Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc, rộng hơn 4.400 hectare, dài 13 km và chu vi khoảng 60 km, nằm độ cao trung bình 350 m. Nơi cao nhất là đỉnh ốc gần 700 m. Hoa thàn mát với sắc tím đỡ rộ từ cuối tháng 4, hòa quyện với sắc xanh của bán đảo Sơn Trà với ba mặt giáp biển. Cây thàn mát thân gỗ nhỏ cao tới 10 m. Có sức chống chịu với bôi trường, tán dày, rụng lá theo bùa ít sâu bệnh, cành dẻo dai có khả năng chống bão gió, sinh trưởng nhanh, hoa nở từ cuối tháng 4 đến tháng 5. Với thời tiết thuận lợi nắng đẹp thì hoa thàn mát nở lâu khoảng từ 7 đến 15 ngày. Theo tiến sĩ Nguyễn Quyết, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, thàn mát là cây bản địa của bán đảo Sơn Trà. Loài cây này đã được di thực và trồng thành công ở đô thị và có thể thay thế cho các loài cây khác trồng tại công viên, đường phố để tạo nét đặc trưng riêng cho thành phố Đà Nẵng. Hoa tập trung chủ yếu ở khu vực suối Ôm, gần đường Yết Kiêu và cảng Thiên Sa. Trong sắc tím của hoa thàn mát, những đàn phọc chà vá chân nâu, nữ hoàng ninh trưởng đặc hữu của Đông Dương thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối. Hoa thàn mát cũng là thức ăn ưa thích của loài phọc này. Trên bán đảo Sơn Trà đã ghi nhận quần thể phọc chà vá chân nâu lớn nhất trên thế giới trong tự nhiên với khoảng 300 tới 400 cá thể. Đến đây, du khách luôn ý thức không xâm phạm đến tự nhiên và giữ gìn vệ sinh môi trường. Tin quốc tế gây chú ý, các nhà khoa học mới đây đã công bố hộp sọ hóa thạch 16 triệu năm tuổi của loài cá heo sông từng sống ở vùng nước mà ngày nay là sông Amazon. Các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch trong chuyến thám hiểm trên sông Napo năm 2018 do Hiệp hội Địa lý Quốc gia tài trợ. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, nhà cổ sinh vật học Rodolfo Salas cho biết, hộp sọ hóa thạch trên là của loài cá heo lớn nhất từng sinh sống ở vùng sông nước Nam Mỹ, có chiều dài từ 3 đến 3,5 mét. Chuyên gia Salas cho biết thêm, loài cá heo này có họ hàng với cá heo sông Hằng ở Ấn Độ nhưng có kích thước lớn hơn nhiều. Chúng đã sống trong môi trường nước ngọt ở Amazon và Ấn Độ nhưng đã tuyệt chủng ở Amazon và sống sót tại Ấn Độ. Theo nhà khoa học Salas, tổ tiên của chúng trước đây sống ở đại dương. Hiện lưu vực sông Amazon và Orinoco vẫn là nơi sinh sống của loài cá heo sông Amazon, còn được gọi là cá heo hồng hoặc boto. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc một ngư dân choáng váng khi câu được một con cá khủng long sống, khổng lồ dài 3 mét, nặng tới 270 kg. Ông East Bison đang câu cá trên sông Fraser ở Canada thì bắt được một con quái vật mà ông tin rằng có thể đã lên tới 100 tuổi. Hãy kiểm tra xem, con cá này dài 3 mét, có thể nặng tới 270 kg. Chúng tôi mới gắn thẻ cho nó, có lẽ nó chưa bao giờ bị bắt và bây giờ chúng tôi sẽ thả nó trở lại sông, người đàn ông nói và ôm con vật. Con cá này là cá tầm, loại thường được gọi là khủng long sống vì chúng có đi lại từ kỷ Jura. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, đình chỉ cơ sở mầm non trong vụ cô giáo đè nhét thức ăn vào miệng bé trai xảy ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chương mục chuyện ngày mới, khi người trẻ hành động vì môi trường xanh. Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng quan tâm về hạn mặn tỉnh Sóc Trăng. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn năm nay, nhiều ruộng lúa xé rào ở tỉnh Sóc Trăng đang dần chết mòn giữa mùa đại hạn. Vì xót của mà nhiều nông dân đành phải liều bơm nước mặn để cứu lúa. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự sau đây. Sau 3 tháng vất vả với hạn xâm nhập mặn, nhiều nông dân ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng bước vào thu hoạch vụ lúa đông xuân muộn. Với tâm trạng buồn bã vì lúa giảm năng suất trong khi chi phí vụ này quá cao, thấy sợ không biết đủ vốn không, chắc thắt thấy cái thắt rồi đó. Thì lúa năm nay nước mặn nó vô thì bị lép hơi nhiều quá, thành ra nó sợ thắt rồi mình cắt vậy đó, sợ cũng lỗ mà lỗ chút đỉnh, có người ta lỗ nặng nữa. Vụ ba này, vụ ba nhà nước đâu có cho làm đâu mà mình thấy đâu có làm gì đó,
Mình nông dân mà làm ruộng như làm rẫy à. Thấy đất trống nó uổng, rồi mới trồng vậy. Đỡ một khúc này, một khúc trên thì nó cũng hư hao. Trong khi đó, với chuyện diện tích xuống giống muộn hơn còn khoảng 15 ngày nữa thu hoạch, bà con đang nỗ lực phun thuốc bón phân, thậm chí bơm cả nước mặn vào ruộng với hy vọng còn nước còn tát. Nước lớn bơm đại, vô đại vậy. Cũng đỡ, mình không bơm, sợ nó héo, không có nước nó héo. Mình phải phun xịt, cứu được nhiều, đỡ nhiều vậy. Với phần nào lúa nó cũng giữ được, là ra đợt trước nó giữ được cỡ 60%. Bây giờ nó hư hết rồi, không còn gì nữa đâu. Giờ chỉ có mình xịt thuốc là lấy thấy nó sáng sáng chút thôi, chứ không có năng sức nữa. Ước bây giờ được ở chừng khoảng được 5 bao là một con, được 5 bao là mừng lắm rồi đó. Mà đợt này thì nó tốn tiền thuốc, tiền gì dữ lắm. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, do giá lúa tăng cao trong thời gian qua, mặc dù ngành chuyên môn đã có khuyến cáo, nhưng một số nông dân vẫn xuống lúa đông xuân muộn vào thời gian cao điểm diễn ra xâm nhập mặn nên nguy cơ rủi ro cao. Theo đó, có hơn 1.000 hecta lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn. Có 33 hecta thiệt hại trắng, nhiều diện tích giảm năng suất từ 50 đến 70%. Đối với diện tích lúa còn lại, ngành thủy lợi tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tiếp nước cho bà con nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 24 tháng 4, liên quan vụ việc trẻ em bị bạo hành tại lớp mẫu giáo Tí Bo, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã làm việc với các đơn vị liên quan. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông đề nghị ban hành quyết định đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo này. Trước đó, tối ngày 23 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo ngồi lên bụng bé trai đang khóc và có hành động dùng tay nhét thức ăn vào miệng của bé. Một đoạn clip khác cho thấy, bé này bị cô giáo ép vào góc tường, dùng vật góc cạnh bằng nhựa đập vào đầu, dùng tay tát vào mặt. Sáng ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông cho biết địa phương đã nắm được vụ việc và đã cử cán bộ phường phối hợp với công an phường tiến hành mời chủ cơ sở và giáo viên có liên quan lên làm việc. Đối với bà Lâm Thị Bạch Nga là chủ cơ sở và đồng thời là giáo viên trong đoạn clip, công an và các đơn vị liên quan yêu cầu bà thực hiện đúng quyết định của Ủy ban Nhân dân phường và chịu trách nhiệm đảm bảo mọi chế độ cho giáo viên, nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với phụ huynh học sinh sau khi có quyết định đình chỉ. Ngày 24 tháng 4, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp tục điều tra ô tô màu trắng rẽ ẩu gây tai nạn cho hai thanh niên trên xe máy nhưng không dừng lại. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 4, ô tô chạy trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, hướng cầu Phú Bỉ đi cầu Phú Hữu. Khi đến đoạn giao đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, gần vòng xoay Phú Hữu, bất ngờ rẽ phải và đụng trúng hai thanh niên xe máy cùng chiều. Hậu quả, hai người đi xe máy ngã xuống đường bị thương nhẹ. Đáng nói, ô tô đã rời khỏi hiện trường. Sự việc trên sau đó được đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội gây bức xúc. Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc để truy tìm những người liên quan. Đến sáng ngày 24 tháng 4, công an phường Phú Hữu cùng đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh mời những người liên quan dựng lại hiện trường để xác định lỗi. Bước đầu xác định đây là một vụ va chạm giao thông, không phải là một vụ vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực giao thông. Mục đích dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân rồi xác định lỗi từng bên để xử lý theo quy định pháp luật. Sáng ngày 4 tháng 4, một vụ va chạm mạnh giữa xe tải và xe con 4 chỗ đã xảy ra tại địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, làm một người tử vong, 3 người bị thương. Thông tin ban đầu, tại khu vực ngã tư giao giữa tuyến quốc lộ 15B với tuyến đường tỉnh 547 đã xảy ra vụ va chạm mạnh giữa xe tải do anh NVK sinh năm 1989 điều khiển với xe con do BTM sinh năm 1958 điều khiển. Lúc này trên xe con có 4 người đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Tĩnh. Vụ va chạm mạnh khiến 4 người trên xe con thương vong, trong đó một người tử vong, 3 người bị thương, chiếc xe con bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng ngày 24 tháng 4 trên quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy. Hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Thông tin ban đầu, xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang cho một người đàn ông hơn 70 tuổi điều khiển, đi đến mũi tàu, đoạn thuộc địa bàn phường 6 thành phố Mỹ Tho thì va chạm với xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Bến Tre đang lưu thông cùng chiều.
Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ. Cũng theo người dân chứng kiến tại hiện trường kể lại, người đàn ông điều khiển xe máy vừa mở đèn xi nhan rẽ trái thì băng sang đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường vẫn luôn là vấn đề nhức nhối và là mối quan tâm chung của xã hội cũng như toàn cầu. Vì vậy, ý thức và hành động bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu luôn luôn là nhiệm vụ cấp bách và bức thiết của mỗi người. Tại Việt Nam những năm qua, để bảo vệ môi trường xanh, góp phần xây dựng trái đất sạch, không thể không nhắc đến những người trẻ cùng những câu chuyện tử tế với môi trường. Họ đang dần trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần giáo dục, hình thành ý thức xã hội, thái độ và hành vi thân thiện với môi trường. Chương mục Chuyện ngày mới hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với những người trẻ nhiệt huyết ấy. Nhóm của chúng tôi tên là Go Green, thành lập vào tháng 8 năm 2023 và với mục đích là sẽ đi tiến hành thu gom rác vô cơ của những hộ gia đình và sẽ mang về phân loại tại kho, sau đó sẽ gửi đi các những đơn vị tái chế để tái chế thành vòng đời mới cho những sản phẩm mới. Mọi người có thể liên hệ với chúng tôi qua fanpage Go Green và số điện thoại cũng đã được ghi ở trên đó. Chúng tôi sẽ tiến hành thu gom tại tất cả các quận nội thành của trong thành phố Hà Nội và đến tận nhà thu gom hoàn toàn là miễn phí. Nay có hai điểm nhé, một điểm ở Hoàng Quốc Việt này, xong mình sang bên Hoàn Kiếm này, giờ mình đi luôn nhé. Mọi người đều là đang trong độ tuổi những người lao động và các bạn sinh viên, nên là mọi người cũng phải cố gắng bố trí sắp xếp thời gian vào những ngoài giờ hành chính và giờ thời gian cuối tuần. Động lực của chúng tôi đó chính là những cái sự ủng hộ của những hộ tham gia. Sau khi đã tham gia được lần thứ nhất thì mọi người đã sẽ ủng hộ lần thứ hai và những lần sau, thì đó cũng chính là sẽ giúp mọi người dần hình thành thói quen về trong việc phân loại rác và bảo vệ môi trường. Qua hoạt động này thì tôi nghĩ là cái ý thức bảo vệ môi trường của mọi người sẽ được nâng cao lên, vì nhóm đã rất là tích cực trong việc là đến nơi thu gom và giúp mọi người phân loại rác tại nguồn. Vì các bạn ấy có một cái chương trình khá là quy mô và có cam kết là sẽ tái chế sau khi mà thu gom. Đây là mình có tin tưởng các bạn. Tôi ước tính thì nó đang được khoảng độ tầm gần 100 hộ ạ. Và lượng rác thu hàng tháng thì nó sẽ xấp xỉ khoảng 1 tấn. Các loại rác thu gom sẽ bao gồm là bìa cắt tông, thủy tinh, chai lọ nhựa, giấy thì sẽ được bên nhà máy giấy Văn Điểm thu gom. Và pin thì chúng tôi đa phần sẽ gửi về nhà máy pin Văn Điển. Trước đây thì em chưa có thói quen phân loại rác, nhưng mà sau khi tham gia thì mình biết được các cái quy trình và biết được cái loại rác như thế nào thì mình có thể tham gia vào đấy. Không chỉ có các bạn trẻ trong nhóm Go Green, hiện nay trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng đã có rất nhiều những người trẻ cùng những câu chuyện tử tế với môi trường. Khi mọi người tham gia thì mọi người đã góp phần mang cái hình ảnh nhặt rác tốt đẹp đến những người mọi người gặp trên đường. Và em nghĩ là sau chương trình này thì sẽ có nhiều người biết đến và việc phân loại rác và có ý thức bảo vệ môi trường hơn ạ. Hoạt động này rất là ý nghĩa, tại vì nhờ mọi người tới đây thì người dân ở đây họ cũng ý thức hơn và họ cũng chung tay góp sức cùng với mọi người trong tôn giáo để dọn dẹp khu này. Thì cái điều mà lan tỏa lớn nhất là mọi người hãy ngưng ngay cái việc mình xả rác, bởi vì những cái rác thải mà các bạn xả xuống á, thì theo dòng chảy mà ngấm xuống lòng đất á, thì nước thì nó cũng sẽ trôi về thượng nguồn lại, thì chúng ta cũng sẽ là người sử dụng cái nguồn nước đó. Bằng sự nhiệt huyết và năng lượng của mình, người trẻ chính là lực lượng đổi mới và hành động. Những cách làm hay, mô hình sáng tạo của họ đã góp phần để lan tỏa năng lượng tích cực, tình yêu môi trường, hướng mọi người tới một Việt Nam xanh, một trái đất xanh. Hành động của các bạn trẻ thật đáng trân trọng đúng không ạ? Mong rằng thông qua những việc làm này sẽ thay đổi trước tiên là nhận thức của nhiều người về việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, để mỗi người dân sẽ luôn là một chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ môi trường sống hiện nay. Vâng, thưa quý vị, không ai đứng ngoài cuộc trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Những hành động nhỏ sẽ cộng hưởng để mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều lần. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa thì Hoàng Trí và Trinh Trà xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Trinh Trà xin kính chào và hẹn gặp lại.